Hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước đã hoàn thành xong 3 bài thi bắt buộc là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và một bài thi tổ hợp lựa chọn là khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Theo nhận định của các thí sinh, đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các môn tương đối vừa sức, duy có môn toán là có sự phân hóa khá mạnh, dự đoán điểm chuẩn các tổ hợp có môn này sẽ giảm. Và em nghĩ năm nay điểm chuẩn sẽ có thể sẽ giảm nhẹ bởi đề toán năm nay khá khó hơn so với mọi năm. Đề toán năm nay thì từ câu 1 cho đến câu 36 được đánh giá khá dễ. Sau câu 36 là mức độ vận dụng thì em vẫn làm được khá là tốt cho đến câu 39. Sau câu 39 là phân loại rất cao và em khoanh bừa gần hết. Em nghĩ là sẽ giảm nhẹ, giảm không nhiều ạ. Lý hóa em thấy bình thường, không khó lắm. Mình thì đề thi môn toán thì mặt bằng chung em thấy là khá là khó, nhưng mà về các môn kiểu lý hóa sinh thì em thấy đề thi có thể dễ thở hơn, nên là em nghĩ là kiểu nó bù trừ nhau, mình nghĩ là bù trừ nhau như thế thì điểm chuẩn năm nay của khối A thì cũng không có chênh lệch quá nhiều so với năm trước ạ. Nhiều giáo viên nhận định đề thi môn toán kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 có mức độ khó tăng hơn hẳn so với năm 2023. Dự báo số điểm thi từ 9 điểm trở lên sẽ không nhiều như mọi năm. Với đề thi này, phổ điểm chủ yếu sẽ tầm từ 7 đến 7,5 điểm, tương đương và có thể thấp hơn so với năm 2023. Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục Đào tạo, lịch công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 là 8 giờ ngày 17 tháng 7. Ngay sau đó, thí sinh có nguyện vọng sẽ sử dụng điểm thi để xét tuyển vào đại học.